thì bạn đang thấy đây ở trong cái file dự án 1 của mình có 5 file và chúng ta đã xuất ra được thông tin của 5 file này đầu tiên đó chính là cái parent parent này chính là cái thư mục mẹ của năm dự án này á năm cái cái file ở trong này á nó là dự án một đúng không và folder tên folder cũng là dự án một luôn tiếp tục là tên của năm file này là từ file số 1 đến file số 5 cũng như là cái ngày mà update lên ha ngày update lên rồi tiếp tục nữa là gì? Chúng ta sẽ thấy được cái sai file. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Hoàng Trọng Thuật. Và ở trong video này tôi sẽ chỉ cho bạn cách để chúng ta xuất hàng loạt link của tất cả những cái file ở trên Google Drive của chúng ta ở trong cùng một thư mục các bạn nhé. Như trên màn hình các bạn đang thấy ở đây. Thì thông thường ấy chúng ta sẽ muốn lấy một cái đường link của một cái file bất kỳ ở trên Google Drive chúng ta sẽ nhập chuột phải vào đúng không và nhấn vào nút là chia sẻ đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy được cái đường link sao chép đường liên kết thì đấy là chỉ là chúng ta làm theo cách thủ công có nghĩa là từng file một chúng ta sẽ lấy đường link ờ, nhưng mà nếu như mà trường hợp chúng ta có 100 file chẳng hạn thì uh, không lẽ chúng ta lại ngồi chúng ta uh, làm thao tác này 100 lần như vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian của chúng ta vậy làm thế nào có cách nào để chúng ta có thể lấy được cái đường link một cách tự động và hàng loạt và xuất ra một cái file Google Sheet để chúng ta có thể chia sẻ nó cho người khác thì trong video này mình sẽ chỉ cho bạn cách để chúng ta làm được điều đó các bạn nhé Ok như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình đấy là cái file Google Drive của mình và hãy để ý đến cái thư mục dự án 1 ở trong cái thư mục dự án 1 này thì mình có à, nắm cái file và mình muốn xuất ra à, cái nắm cái đường link của nắm cái file này để mình gửi cho người khác à, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách làm thế nào để có thể xuất ra hàng loạt cái đường link với mỗi file là một với mỗi cái file ở trong cái thư mục này là một link để chúng ta chia sẻ đến người khác khác. Và chúng ta sẽ cùng làm ngay sau đây. Thì bước đầu tiên chúng ta cần phải tạo cho chúng ta một cái file Google Sheet. À, file này thì nó sẽ chứa tất cả các đường link mà chúng ta xuất đưa vào file này và chúng ta chỉ cần là vào file này để có thể lấy link thôi. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại. Thì ở đây mình tạo một cái Google Sheet có À, tên là xuất link URL được chưa chúng ta sẽ nhập vào đây và khi chúng ta nhập vào đây ấy, thì nó sẽ ra được cái file Google Sheet như các bạn đang nhìn thấy ở đây và chút xíu nữa chúng ta sẽ xuất những cái đường link của tất cả những cái file ở trong thư mục dự án 1 này vào trong cái uh, file bảng tính Google Sheet này các bạn nhé Ok tiếp tục ở trên cái bảng tính Google Sheet này thì bạn sẽ nhập vào cho mình cái tiền ít mở rộng nhé rồi sau đó chúng ta nhấn vào app script Ok thì ở trên cái màn hình bạn đang thấy đây là cái đoạn script mình đã chuẩn bị sẵn rồi bây giờ mình sẽ copy đoạn script này nhé và mình sẽ xóa bốn cái dòng lần hiện tại đang có ở đây và mình Ctrl V cái đoạn script mình vừa copy vào các bạn nhé Rồi thì ở trên đoạn script này thì nó sẽ cho phép chúng ta xuất ra thứ nhất là thư mục mẹ của những cái file ở trong dự án 1 này thứ hai là cái tên của cái thư mục đó này thứ ba là tên của từng cái file mà chúng ta xuất link Thứ tư đó chính là cái ngày mà chúng ta sẽ tiến hành là tải cái file đó lên đó và thứ năm đó chính là kết cỡ của file đó. Và thứ sáu đây là cái mục mà chúng ta cần quan tâm đó chính là cái URL tức là cái link Google Drive của cái file đó để chúng ta chia sẻ. Và tiếp tục là cái ID của cái file đó và cái những cái mô tả cũng như kiểu file mà chúng ta uh, đã tải lên ở trong cái thư mục đó các bạn nhé Rồi, thì ở đây các bạn để ý cho mình là cái phần sân này chúng ta sẽ uh, nhập cái tên của dự án thì dự án này mình sẽ ghi là xuất danh sách file trong thư mục rồi mình nhấn vào đổi tên ha rồi ở đây thì sau khi mà chúng ta đã uh, đặt tên cho dự án rồi chúng ta sẽ nhấn vào nút lưu dự án nhé rồi sau khi chúng ta lưu lại rồi á thì chúng ta cần phải cung cấp cho cái app script này thêm một cái đoạn id nữa đó chính là cái id của cái thư mục mà chúng ta muốn xuất cái đường link của cái tất cả các cái file ở trong thư mục đó các bạn nhé thì đây chính là folder ID chúng ta cần phải thay đổi cái folder ID này các bạn nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại Google Driver sau đó nhập vào dự án 1 thì các bạn để ý ở trên phần đường dẫn của dự án nó sẽ có cái đoàn mã ID đằng sau dấu xuyệt của chữ folder nhé chúng ta sẽ copy cái đoàn mã ID này copy sau đó chúng ta lại quá trở lại cái app script và thay thế cái đoàn ID đang được bôi đỏ đây và chúng ta để ý là cái đoạn ID nó được nằm ở trong dấu nhảy đơn các bạn nhé Ok sau đó chúng ta nhấn vào lưu lại một lần nữa khi chúng ta lưu xong thì nó sẽ xuất hiện cái nút chạy này và gỡ lỗi này và đấy là cái danh sách ham ở trong cái dự án này rồi thì ở đây các bạn nhấp vào nút chạy cho mình sau đó các bạn nhấp vào xem lại quyền nhé thì Uh, cái app script này á, nó sẽ yêu cầu quyền truy cập vào cái google uh, driver của chúng ta là tại cụ thể là cái thư mục đó cũng như là cái file excel các bạn nhé file google sheet các bạn nhé chúng ta sẽ nhấp và chọn vào để cấp quyền ở đây chúng ta nhấp vào nâng cao và chọn vào đi tới cái app script này ha rồi sau đó chúng ta nhấn vào cho phép Rồi như các bạn đang thấy đấy thì cái ham app script của chúng ta nó đã chạy sống quá trình và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại nhé chúng ta sẽ nhấp vào cái chỗ xuất link URL này thì bạn đang thấy đây ở trong cái file dự án 1 của mình có 5 file và chúng ta đã xuất ra được thông tin của 5 file này đầu tiên đó chính là cái parent parent đây chính là cái thư mục mẹ của năm dự án này á 5 cái, cái file ở trong này á, nó là dự án một đúng không và folder tên folder cũng là dự án một luôn tiếp tục là tên của năm file này là từ file số 1 đến file số 5 cũng như là cái ngày mà update lên ha ngày update lên rồi tiếp tục nữa là gì chúng ta sẽ thấy được cái size file và cuối cùng là chúng ta sẽ thấy được là gì ạ là cái link mà link mà chúng ta lấy ở trên năm file này đến chính là link Google driver của năm cái file ở trong thư mục dự án 1 này các bạn nhé thì đối với cái cách làm này á, nếu như cái thư mục của bạn mà có 1.000 file chẳng hạn ấy, thì nó cũng sẽ xuất ra chúng ta một cái bảng tính gồm có 1.000 file cũng như là một nghìn cái đường link để chúng ta có thể lấy và dễ dàng chia sẻ và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta lấy đường link hàng loạt ở trên tất cả các cái file ở trên Google Drive thông qua app script. Hi vọng rằng với cái thủ thuật này bạn có thể dễ dàng áp dụng cho trường hợp cụ thể của bạn để gia tăng hiệu suất công việc. Và cái script này mình cũng sẽ để ở trong một cái file Google Doc và mình sẽ để cái đường link đó ở bên dưới phần mô tả video này để bạn có thể sử dụng nó và làm cho trường hợp của bạn các bạn nhé. OK. Nếu bạn thấy cái chủ đề video hôm nay là thú vị, đừng ngần ngại xem vài giây nhấn vào nút like video để ủng hộ kênh và đón xem những video mới nhất mỗi khi thật ra mắt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.